thưa bà con, nho là cây trồng chủ lực của tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên thì từ nhiều năm qua, người trồng nho Ninh Thuận đang phải đối mặt với tình trạng tư thương ép giá. Được mùa, mất giá vẫn là thực trạng thường xuyên xảy ra. Điều này khiến cho nghề trồng nho của người dân địa phương vẫn chưa phát huy hết được thế mạnh vốn có. Để khắc phục tình trạng này, từ năm 2012, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã triển khai mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nho theo VietGAP. Mô hình đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Trại nho Ba Mọi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Mỗi ngày, trang trại này đón hàng nghìn lượt khách. Họ đến đây không chỉ để tham quan du lịch, mua sản phẩm, mà còn muốn tận mắt chứng kiến sản phẩm nho sạch đang được sản xuất như thế nào. Đây là lần thứ tư chị đến đây. Lần nào cũng mua rất nhiều. Mùa ở đây mình cảm thấy ngon hơn và yên tâm hơn. Mỗi ngày, trang trại cung cấp ra thị trường từ 1,5 đến 2 tấn nho tươi. Điều đặc biệt là sản phẩm ở đây được bán với mức giá chênh lệch từ 20 đến 30% so với giá thị trường. Vậy điều gì khiến những khách hàng này an tâm về sản phẩm nho được sản xuất tại đây? Cái vấn đề mà giá cả thì đương nhiên là hơn với sản phẩm thường, đây là kiểu bình thường. Tại vì khi mà người tiêu dùng muốn dùng một sản phẩm mà an toàn và chất lượng để sử dụng thì chắc chắn là người tiêu dùng cũng sẽ bỏ ra một số tiền hơn. Trại nho Ba Mọi cũng là một trong những trang trại sản xuất nho đầu tiên tại Ninh Thuận, tham gia mô hình sản xuất nho an toàn VietGAP. Theo đó, sản phẩm nho tại đây được sản xuất và giám sát theo một quy trình hết sức chặt chẽ. Sản phẩm làm ra phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, theo ông Mọi, sản xuất nho theo quy trình VietGAP không phải là mô hình mới. Điểm khác biệt của mô hình này là việc sản xuất nho VietGAP không đơn thuần là việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, mà đó là sự thay đổi toàn bộ cách thức tổ chức sản xuất. Cái vấn đề của VietGAP là cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là cái tính bền vững của giá trị thương phẩm trên thương trường. Chính cái này là cái ao ước của bà con mình. Không chỉ tập trung sản xuất ra sản phẩm an toàn, hiện nay trại nho Ba Mọi cũng đang tổ chức liên kết với hơn 200 nhà vườn tại địa phương cùng sản xuất ra sản phẩm nho an toàn. Theo đó, nho VietGAP đến thời điểm thu hoạch sẽ được các công ty thu mua và vận chuyển đến điểm sơ chế. Tại đây, sản phẩm nho VietGAP sẽ được các doanh nghiệp đóng gói gắn mác và chuyển đến nơi tiêu thụ. Và trang trại của ông Mọi là một trong những doanh nghiệp thu mua nho VietGAP lớn nhất tại Ninh Thuận. Trong cái vấn đề mà canh tác thì tự cái tổ đó sẽ kiểm soát lẫn nhau. Tại vì khi mà một anh mà làm không đạt thì nó sẽ ảnh hưởng tới cả tổ. Thì cái sự liên kết, cái sự mà kiểm soát lẫn nhau thì nó sẽ giúp cho bà con là đi theo một con đường đúng, đi theo những cái tiêu chuẩn mà của VietGAP đó. Nhà ông Nguyễn Văn Đức là một trong những hội viên của hợp tác xã sản xuất nho an toàn VietGAP. Trước đây, vấn đề đầu ra luôn là mối quan tâm hàng đầu của gia đình ông trong mỗi kỳ thu hoạch. Thế nhưng, năm nay điều này không còn nữa. Sản phẩm nho làm ra sẽ được công ty đến tận vườn thu mua. Bà con người ta biết là ta cứ chuẩn cái sạch không? Thì đôi khi mình làm mà không có cái việc gám cũng khó bán á. Cho nên từ chỗ đó mà biểu cái anh em cứ làm, cố gắng làm như vậy đi. Từ nhiều năm nay, tỉnh Ninh Thuận đã tập trung phát triển cây nho tại các vùng thích nghi cao, đảm bảo nho được sản xuất theo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu và thực hiện liên kết, hợp tác theo chuỗi ngành hàng giữa người trồng nho, nhà chế biến, nhà tiêu thụ để nâng cao năng suất chất lượng, đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường. Đến nay, Ninh Thuận đã tổ chức được trên 31 nhóm liên kết sản xuất nho an toàn được cấp giấy chứng nhận VietGAP với tổng diện tích khoảng trên 300 ha. Cái mô hình nó rất là hiệu quả, bền vững và nó sẽ mang lại thu nhập với hai phương diện. Một là đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời đây là một cái vùng mà nó tương đối an toàn thì có cái điều kiện để mình ta xây dựng một cái sản phẩm an toàn có thương hiệu. Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, từ những hiệu quả mà mô hình liên kết sản xuất nho an toàn VietGAP đạt được, thì với những mặt hàng nông sản chủ lực khác của Ninh Thuận cũng áp dụng hình thức liên kết này. Mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ các mặt hàng nông sản hiện được xem là hướng đi bền vững, đang được ngành nông nghiệp đặc biệt chú trọng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường trong và ngoài nước.